Mến chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em quay trở lại video trên channel LVT Official. Ngày hôm nay mình sẽ làm video để chia sẻ với anh em một cao thủ Thiên Vương Bang, một set đồ mà có thể nói là hằng mơ ước của Thiên Vương Bang, một bộ năm hành rất là tuyệt vời. Tuyệt, như người nói gọi là tuyệt cú mèo luôn mọi người ạ. Thì hiện tại đây là server dành cho những người đi làm không có thời gian hoạt động, chủ yếu là tối về BK. Rồi không có áp đặt thời gian hoạt động như mọi người. Đó là server của website Công Thành 9.us và nhóm Zalo của server này đây. Zalo.me, cái đường link ở đây. Mọi người nào mà muốn chơi server này thì mọi người cứ vào nhóm Zalo nha, hoặc là vào trang web là Công Thành 9.us để chúng ta tải game. Cao thủ mà ngày hôm nay được lên sóng, lên TV, đó là cao thủ Long Công Tử, Ma Giáo Trưởng Lão. Một cao thủ mà có thể nói là trình độ BK cũng rất là hay. Và chúng ta xem thử set đồ của anh đã ngày hôm nay mặc trên người như thế nào nha mọi người. Đẳng cấp là 150, sức mạnh là 505, sinh khí 181, thâm pháp 153, nói như vậy máu là 26k9. Chúng ta xem thử set đồ năm hành của cao thủ này như thế nào nha. Đó, cây chùy này, cây chùy hơi đẹp kiếm cú mèo luôn, bằng sáng 100, tỷ lệ công kích chính xác kháng hỏa 22, chọn 40 luôn, thiếu sát thương phần trăm mọi người. Đáng tiếc là thiếu sát thương phần trăm, được cái hiệu ứng với kháng hỏa thì ngon, cái này thiếu sát thương phần trăm thì cũng rất là đáng tiếc. Nhưng để được cây chùy này cũng phải là tốn cũng phải vài ngày mới có được đó mọi người. Server này thì không có tốn tiền, server này là tốn thời gian thôi, nghĩa là lọc đồ ra thôi. Server này thì không có nạp tiền, server này miễn phí mọi người. Các anh em đi làm thì góp tiền để duy trì server để anh em so tài tham gia hoạt động gợi nhớ năm xưa thôi. Di chuyển khai tất cả 20, sức mạnh 10, sáng độc 18, mắc ọc, định quốc mắc binh, kháng hỏa 25, chóng 40, sinh khí 6, sinh lực 151. Kích được nha mọi người, kích được nha. 25, 40, sinh lực 60, kháng lôi 30, sinh lực 116, nhận kháng băng 30, bội làm chậm 40, sinh lực 117, kháng băng 25, sinh lực 103, mắc ọc, đôi giày 40, kháng lôi 27, thiếu mất 3 kháng lôi, đôi ngựa ô vân đập tuyết. Trình độ của cao thủ này rất là hay, để khi nào mình làm cái video mà cao thủ này BK cho anh em xem nha. Ngày hôm nay chỉ soi đồ thôi, anh em thấy bộ đồ này có được không anh em, hay là cần thay đổi món gì thì anh em hãy bình luận bên dưới nha. Cao thủ này tăng thâm pháp cũng hơi nhiều mọi người, 153 lần. Có người nói Thiên Vương Bang thì không cần tăng thâm pháp, chúng ta khoảng 50-100 điểm thôi, cao thủ này tăng đến 153. Anh em cần thay đổi món gì không mọi người, anh em phải góp ý nha. Đây bộ năm hành vũ khí thủy, đúng năm hành luôn, đúng năm hành nha. Cái cao thủ đây nhờ, mặc dù server này dành cho người đi làm mà lúc nào cũng có người BK mọi người, thì anh em cứ tạo các đủ phái là anh em thích BK thoải mái luôn, không có tốn tiền anh em ạ. À, bằng sang 90 luôn, vừa vừa bộ hiệp cốt luôn, tốn tiền. Tại vì server một tháng thì có anh em nào có tiền anh em góp để server hoạt động mọi người ạ. Anh em có tiền thì anh em góp thôi, ly cà phê cũng là góp, có nhiều góp nhiều mọi người ạ. Đó, mình vừa sâu một ạc Thiên Vương Bang rất là VIP tại server của Công Thành 9.us, thì mọi người hãy tặng like cho cao thủ này nha. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở video sau. Ở video sau mình sẽ tiếp tục sâu hàng những cao thủ nào mà lọc đồ ngon. Vương Long Kích ở server này cũng rất là mạnh mọi người ạ. Đó, tốc 30 bằng sát 98, người chưa? Vương Long Kích đúng chất là Vương Long Kích ở server này là nhất Vương Long nhì nhân kiếm mọi người ạ. Ở server này Vương Long Kích mạnh lắm, nên anh em nào thích Vương Long Kích hãy về server này nha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye anh em nha.